Chào tất cả mọi người, thì hiện tại thì anh em đang ở thành phố Phan Rang, thì hôm nay cũng là đi lắp đặt cho khách hàng mọi người ha. Mình đi từ lúc 9 giờ sáng thì đâu đó cũng 3 giờ mới tới nơi, và mình lắp đặt cho tới giờ này cũng 9 giờ rưỡi rồi mọi người ha. Thì vì hôm nay là bạn cameraman có chút việc bận một xíu cho nên không có đi được, cho nên là mình vừa lắp đặt rồi vừa setup và cũng vừa quay luôn cho mọi người, cho nên là mình cũng không có thể quay chi tiết như những clip khác được. Nên là mình chỉ tổng quan qua một chút để mọi người chúng ta lắm được cái combo mà mình đang lắp đặt ở đây mọi người ha. Thì đối với không gian căn phòng này thì có diện tích đâu đó là tầm 24 m², nói chung là cũng khá là ok, và không gian cũng rất là lý tưởng cho vấn đề làm cái phòng ca hát. Thì mình sẽ giới thiệu tổng quan qua căn phòng một xíu để mọi người chúng ta cũng được nắm được. Thì đối với căn phòng này thì ở phía sau đây thì cũng được khách hàng thiết kế một cái số chất liệu tiêu âm bằng cái ni như thế này, và phía trong có một lớp xốp cũng khá là dài mọi người, đâu đó khoảng tầm là 7 phân mọi người ha. Đó, được một cái vách phía sau này thì nó cũng giảm đi cái độ vang, độ dội âm ngược lại của cái không gian, làm cho cái âm thanh nó chúng ta nó bị mờ, nó bị ồn mọi người. Thì còn đối với hai cái vách này thì mình chưa nghĩ lắm, bởi vì là hai vách này thì hiện tại thì đang được thiết kế bằng cái mặt kiếng rất là trơn, cho nên là khi mà mở lên thì có vẻ như nó là cái âm nó hơi bị vang một xíu. Nó thì thực chất thì gia đình mà, cho nên là ở mức độ tương đối thôi mọi người, chung là không thể nào có thể là hoàn toàn 100% những cái phòng chuyên dụng kinh doanh karaoke này kia được. Ở mặt sau cũng vậy, cũng không có một tí chất liệu là gọi là chất liệu gọi là tiêu tán âm cả, cho nên là nó cũng mình đánh giá thì cũng hơi vang một xíu. Ok, nói chung là đối với căn phòng này thì ở mức độ gia đình thì mình thấy nó cũng là tương đối rồi. Có những căn phòng mình vô, thậm chí giọng mình nói mà mọi người chúng ta cũng không nghe nổi, nó rất là vang và rất là ồn luôn mọi người ha. Rồi ngoài ra nền thì mai mốt thì gia chủ cũng sẽ là đặt sofa, rồi là có thảm ở đây thì nó cũng sẽ là tối ưu hơn về cái âm học. Thì căn nhà này cũng chưa hoàn thiện đâu mọi người, đang phía ngoài các đội thi công đang rất là bừa bộn, và phòng này hồi chiều mình xuống cũng đang rất là bừa bộn, và mình cũng mới dọn dẹp lại để mình có không gian để mình lắp đặt. Thì mình sẽ tổng quan qua cái bộ âm thanh mà mình lắp đặt trong căn phòng này mọi người. Thì đối với căn phòng này á, thì mình phối ghép cho khách hàng đó là một cặp cốt 8. Thì một khi nhắc tới cốt 8 thì chắc chắn là mọi người chúng ta không có còn lạ gì nữa, đặc biệt là những quý vị nào đã từng sử dụng cốt 8 và những quý vị nào đã theo dõi chương trình của Thiên Vũ tới bây giờ. Mình đánh giá cốt 8 là một cái sản phẩm khá là ok. Vì sao mình đánh giá? Vì là mình đánh giá theo dựa trên khách hàng đánh giá thôi mọi người. Bởi vì mình bán dòng máy đâu đó cũng ở tầm 4-5 năm rồi, cho nên là về cái chất lượng, độ bền và chất lượng về âm thanh cũng như cái tầm giá và cái tính chất thẩm mỹ nó mang lại khá là ok. Một cặp loa cái kích thước chỉ đâu đó bằng tờ giấy A4 thôi mà đánh công suất lên tới là 250W, đáp ứng cho căn phòng 25 m², rất là ok luôn mọi người ha. Đó, thì một lát nữa mình sẽ test cho mọi người. Nói chung là đối với dòng cốt 8 này thì chúng ta không lạ gì nữa rồi. Thì thực chất là mình làm clip về cốt 8 khá là nhiều, mình lắp đặt cốt 8 cũng khá là nhiều rồi. Và bộ này thì mình cũng phối ghép cho khách hàng đó là một chiếc súp MF3. MF3 cũng Thiên Vũ bán cũng khá là lâu rồi và cũng rất là nhiều. Và về tầm giá này kia thì bây giờ mình đánh giá chỉ có dòng này là đang đạt về chất âm và cũng như tầm giá khá là ok. Main thì mình phối ghép đó là một chiếc main DMX DXI600 mọi người. Còn quản lý nguồn thì của Misao, của Soundmix. Rồi vang số thì mình cũng sử dụng vang số của JBL cái 180A. Rồi Mixro thì mình sử dụng Mixro Soundmix 899. Thì những cái sản phẩm này thì chúng ta cũng thường thấy rất là nhiều ở khi Thiên Vũ review. Đó, mình rất là hay phối cho khách hàng những cái dòng sản phẩm như thế này vì nó rất là ok và tối ưu và cũng như tầm giá rất là ok. Ngoài ra thì bộ này thì mình cũng phối ghép cho khách hàng đó là một cái đầu màn Việt Ca luôn mọi người, để cho khách hàng chọn bài. Thì đối với dòng này thì khi khách hàng ngồi ở sofa thì khách hàng có thể là kết nối với app trên điện thoại để chọn bài hát thay vì chúng ta đếm màn hình, hoặc là tiện thì chúng ta có thể tấm màn hình. Nói chung là tùy biến, hai trong một, chúng ta muốn dùng cái phương thức nào tiện thì chúng ta dùng thôi. Rồi bây giờ thì mình sẽ không để mọi người chúng ta chờ lâu nữa. Thì vừa rồi thì mình cũng đã
tuning và setup về thốc xong xuôi cả rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ test cái âm để mọi người chúng ta cùng nghe và trải nghiệm thử xem là cái combo này đối với cái căn phòng này nó cho ra cái chất âm như thế nào mọi người ha. Thì vừa rồi thì mình đã có test một vài đoạn nhạc, khách hàng test và cũng như là bạn nhân viên bên mình đã có hát thử. Thì không biết mọi người chúng ta nghe chúng ta cảm nhận như thế nào. Thì thực chất thì khi mình nghe thực tế như thế này thì mình thấy cái âm thanh của cái dòng Code 8 là rất là ok. Đối với căn phòng 25m2 mà áp lực đánh như vậy thì mình thấy nó khá là tối ưu rồi mọi người ha. Mai mốt rồi sofa đồ này kia vô nữa thì âm thanh nó sẽ còn tốt hơn rất là nhiều. Và hôm nay thì rất là nhiều đội đang làm nên là tiếng máy khoan máy cắt rất là ồn luôn. Khi mình đang nói như thế này chắc chắn mọi người đang nghe là tiếng máy khoan máy cắt đang cắt tầm rầm ở ngoài đó mọi người ha. Là hồi này test nhạc cũng vậy. Một khi mà làm với cùng một nhiều đội cho nên là mình phải chấp nhận về cái vấn đề mà test âm này kia một xíu. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ tạm dừng clip tại đây. Bây giờ thì hiện tại đâu đó là cũng tắm rửa rồi mọi người. Thì bây giờ anh em cũng về nghỉ ngơi tắm rửa rồi ngủ lại để sáng mai về Sài Gòn thôi. Rồi, bye mọi người ha.